Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật ký phần 1 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên vẫn liên quan tới tình hình Trung Đông và phản ứng của ông Tổng thống Joe Biden. Quý vị, trong cuối tuần qua, lực lượng IDF của Do Thái đã xông vào một trong đường hầm ở tại dãy Gaza và kết quả họ phát hiện được thi hài của 6 con tin đã bị bắt giữ từ ngày 7 tới tháng 10. Và 6 con tin này đã bị sát hại một cách rất dã man, trong đó bao gồm luôn một người Mỹ gốc Do Thái. Và điều này đang dẫn tới một cái biến động mới tại Trung Đông và có thể khiến cho Joe Biden trở nên lúng túng hơn khi mà ông ta có một cái chính sách hai hàng ở tại Trung Đông. Quý vị biết trong thời gian vừa qua thì Joe Biden đang tìm cách thúc đẩy một cái hiệp ước ngưng bắn giữa Do Thái và Hamas, trong đó bao gồm luôn cái việc mà trao đổi con tin. Và việc trao đổi con tin này thì trên quy tắc và giấy tờ thì Hamas đang bắt giữ trên 100 con tin kể từ sau cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Và Hamas muốn dùng những con tin này đổi lại cái hiệp ước ngưng bắn cũng như là trả tự do cho những tù nhân Palestine bị giam giữ trong nhà tù Do Thái. Tuy nhiên thì quý vị, việc này nó đã bị bế tắc cho tới giờ phút này, không đạt được một thỏa thuận ngưng bắn và phía Hamas vẫn tiếp tục duy trì quan điểm và phía Do Thái cũng duy trì quan điểm và không có vượt được cái sự bế tắc. Và các quốc gia trung gian, trong đó có Qatar, Ai Cập và Hoa Kỳ, cố gắng rất là nhiều, thúc đẩy rất là nhiều. Tuy nhiên thì cuối cùng cũng là bế tắc và không giải quyết được vấn đề này. Và quý vị, cho tới giờ phút này thì sau khi mà lực lượng IDF phát hiện được 6 thi hài của các con tin bị sát hại, câu hỏi đặt ra, còn có bao nhiêu con tin còn sống hay tất cả đã chết và Hamas đang sử dụng những xác người để mà đổi lại hiệp ước ngừng bắn? Quý vị, chúng ta lướt qua bản tin trước đi, rồi chúng ta thấy rồi, điều này khiến cho Joe Biden tức giận. Và sự tức giận này là vì con tin Hoa Kỳ bị sát hại, hay ông ta tức giận là cái việc này sẽ cản trở cái hiệp ước ngưng bắn tại dãy Gaza mà ông ta hy vọng là nó sẽ không bùng nổ một cuộc chiến mở rộng tại Trung Đông, ảnh hưởng tới đảng Dân Chủ đang tranh cử kỳ này. Quý vị, đầu tiên hết chúng ta lướt qua những cái bản tin đi quý vị. Hàng loạt các cuộc biểu tình tại Do Thái về việc sát hại con tin. Trong đó thì có hàng loạt các cuộc biểu tình ở Do Thái đã diễn ra vào ngày Chủ nhật tiếp theo cái chết của 6 con tin ở dãy Gaza và trong đó và sự thất bại lãnh đạo khi mà có được cái hiệp ước ngưng bắn, trong đó có thể trả tự do cho những con tin Do Thái bị bắt giữ. Và đám đông ước lượng của giới truyền thông Do Thái là lên tới 500.000 người ở tại Jerusalem, Tel Aviv và một số thành phố khác, đòi hỏi ông thủ tướng của Do Thái là Benjamin Netanyahu phải làm bằng mọi thứ để đưa những con tin còn lại là khoảng 101 người được xem là mà phía Do Thái ước lượng rằng 1/3 trong số con tin này đã chết rồi. Và tại Jerusalem, những người biểu tình đã ngăn chặn các đường phố và đòi hỏi là phải gọi là nghe và kể bên ngoài cái ngôi nhà của ông thủ tướng. Trong đó thì cho thấy là họ đã bắt đầu biểu tình giơ cao cờ của Do Thái và yêu cầu hỗ trợ cho việc mà gọi là trao trả con tin. Và tại đài truyền hình Do Thái cho thấy là cảnh sát đã sử dụng các cái vòi rồng để bắn vào các người biểu tình đang ngăn chặn các con đường và ít nhất có 29 người đã bị bắt giữ. Trong khi đó, các lãnh đạo của các nghiệp đoàn lao động kêu gọi là sẽ có một ngày tổng đình công trên toàn quốc vào ngày hôm nay thứ hai. Và phía Do Thái cho biết là họ đã phát hiện được thi hài của những người này trong một cái đường hầm ở phía nam dãy Gaza thuộc thành phố Rafah, và trong đó nằm trên lãnh thổ Palestine và đang có cuộc cài gọi là bạo động diễn ra ở vùng Tây Ngạn. Và thi hài của những người này bao gồm cả Kamal Gad Hushgon bin Poland, đây là công dân người Mỹ gốc Do Thái quý vị, Eden Jerusalem Alexander Lobanov, Admor Sarusi và Ori Danino, và đây là những người mà phía của đề đốc của Do Thái là ông Hachiri đã cho biết như trên. Và quý vị, phía Hamas thì quy trách nhiệm cho Do Thái đã không có ký vào các thỏa thuận ngưng bắn và quy trách nhiệm cho Do Thái về những cái chết này. Netanyahu phải chịu trách nhiệm cho việc sát hại tù nhân Do Thái, đó là lời phát biểu của một viên chức Hamas là Sami Abu Zuri đã nói với hãng thông tấn Reuters. Do Thái phải chọn giữa Netanyahu và cái thỏa thuận này. Đây là một trong những cái chi tiết liên quan tới tình hình của Do Thái. Trong khi đó, Joe Biden nói rằng đây là hành động dã man của Hamas và ông ta nói rằng Hamas sẽ phải trả giá. Quý vị,
Joe Biden đã nói rằng đây là hành động dã man của lực lượng Hamas khi mà sát hại con tin của Hoa Kỳ ở dải Gaza. Ông Tổng thống Joe Biden nói rằng ông nhận thấy sự dã man và tàn bạo khi mà sát hại công dân của Hoa Kỳ là Hurst Goldman Pauling, người đã bị bắt giữ bởi nhóm Hamas tại dải Gaza. Trong bản statement đưa ra vào ngày thứ Bảy, ông Joe Biden cho biết, tôi cảm thấy là rất là phẫn nộ và tức giận khi ông Hurst là nằm trong số những người vô tội đã xuất hiện trong một cái nhạc hội hòa bình ở Do Thái trong ngày 7 tháng 10, đã mất đi cánh tay khi mà giúp đỡ một người bạn của mình trong lúc mà Hamas tấn công và thảm sát. Anh ta chỉ mới có 22 tuổi và anh ta đang dự tính di chuyển trên toàn thế giới. Và Goldman Pauling là nằm trong 6 thi hài mà họ phát hiện được. Và trong đó thì ông ta cho biết là ông ta đã nói chuyện với thân phụ mẫu của con tin này là John and Rachel. Họ rất can đảm và họ rất là bình tĩnh. Đại khái như vậy, quý vị, đây là cái phản ứng từ phía của ông Joe Biden. Và khi được hỏi tới chuyện này thì ứng cử viên phó tổng thống của bà Kamala Harris là Tim Walz đã từ chối không trả lời ký giả. Sau đó thì ông ta mới lên trang platform X để ông ta mới viết thôi, quý vị. Tim Walz đã lên án Hamas sau khi mà ông ta không trả lời câu hỏi trực tiếp về việc sát hại con tin ở dải Gaza. Bản tin mới nhất cho biết trong lúc mà viếng thăm cái State Fair ở tại Minnesota thì ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ Tim Walz đã không trả lời câu hỏi về việc 6 con tin đã được phát hiện chết tại dải Gaza. Đoạn clip này đã được phát trên online và cho thấy là ông thống đốc của tiểu bang Minnesota đã gặp gỡ với những người ủng hộ chúng ta và trả lời một số câu hỏi, và một loạt camera đã chỉ vào ông và hỏi rằng ông có phản ứng như thế nào khi 6 con tin được phát hiện bị chết tại dải Gaza. Thay vì trả lời, ông ta chỉ nói với cái nhóm này, ồ, cảm ơn tất cả mọi người, và ông ta bỏ đi. Sau đó thì ông ta trên chat blog format thì ông ta mới lên nói là chia buồn với gia đình của Goldman Pauling và ông ta lên án Hamas. Quý vị, đây là cái phản ứng của Tim Walz, nhân vật được xem là ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ. Và bản tin này, ba bản tin này cho thấy rằng là cái sự kiện mà 6 con tin đã bị sát hại và được phát hiện trong cái nhà một cái đường hầm ở thành phố Rafah có thể sẽ trở thành một cái biến động lớn tại Do Thái. Biến động này gồm có hai thứ. Thứ nhất là sẽ áp lực đối với ông Netanyahu là phải đạt tới cái thỏa ước ngưng bắn để trao trả lại tự do cho những con tin còn bị bắt giữ, là ước lượng là 101 người. Thì quý vị, ông Netanyahu sẽ bị cái áp lực này rất nặng, bởi vì hôm nay là toàn bộ cái giới lãnh đạo lao động, tức là những nghiệp đoàn kêu gọi đình công trên toàn quốc để mà làm ngưng trệ cái nền kinh tế của Do Thái một ngày để áp lực ông Netanyahu. Đây là những diễn biến xảy ra tại Do Thái. Vấn đề còn lại là cái việc này nó ảnh hưởng tới cuộc bầu cử tại Hoa Kỳ. Tại vì Joe Biden đang hy vọng cái thỏa ước ngưng bắn này và trao trả con tin nó sẽ kềm chế phía Hezbollah và Iran không tấn công trả đũa vào Do Thái. Việc này vẫn đang diễn ra và Hezbollah cũng như là phía Iran đang nấn ná chờ đợi cái thỏa ước này, nhưng mà bây giờ tất cả đều bế tắc. Bế tắc là do cả hai phía Hamas và phía Do Thái không đồng quan điểm. Thứ hai là thật sự phía Hamas đã gian lận, tức là họ đã che giấu, không cho biết là có bao nhiêu con tin còn sống và bao nhiêu con tin chết. Phía lực lượng của Do Thái ước lượng rằng 1/3 trong 101 con tin đã qua đời. Nhưng mà phía Hamas vẫn giấu kín, không cho người ta biết là có bao nhiêu con tin còn sống. Và điều này, họ muốn dùng cái xác chết để đổi lại các tù nhân Palestine và thỏa ước ngừng bắn. Quý vị, điều này sẽ dẫn tới sự phẫn nộ từ phía người dân Do Thái ở hai chiều. Phe đối lập sẽ kích động việc áp lực ông Netanyahu. Còn cái phe mà gọi là thật sự mong muốn cho thân nhân của những con tin bị bắt giữ được trao trả về, thì họ cũng sẽ lên tiếng. Và ngay tại Hoa Kỳ, thì quý vị, đây sẽ là một cái cuộc chia rẽ trầm trọng đối với đảng Dân Chủ. Tại vì bà Kamala Harris, thay vì chọn một nhân vật được xem là có khuynh hướng bảo vệ cho Do Thái là George Shapiro, là thống đốc của tiểu bang Pennsylvania, một tiểu bang chiến lược, để làm phó tổng thống. Nếu bà ta chọn người này, thì bà ta có một thái độ dứt khoát ủng hộ cho Do Thái. Tuy nhiên, cuối cùng bà ta lại chọn Tim Walz, là thống đốc của tiểu bang Minnesota, nơi mà có khoảng hơn 100.000 người Hồi giáo đang sinh sống tại Minnesota. Bà ta chọn cái này có nghĩa là bà ta đi theo cái đường hướng của Joe Biden là hai hàng. Do đó, cái việc mà con tin được phát hiện bị sát hại ở cái đường hầm ở dải Gaza, nó sẽ bùng lên một sự chia rẽ. Tức là những người mà ủng hộ quyết liệt cho Do Thái và yêu cầu trao trả con tin sẽ áp lực chính quyền Joe Biden là bằng mọi cách phải đem con tin trở về nhà, bất kể sống hay chết. Họ sẽ áp lực chính quyền của bà Kamala Harris và ông Joe Biden. Trong khi đó, những người ủng hộ cho Palestine, hay nói một cách khác là những người đi theo chủ trương bài Do Thái và ủng hộ cho Hamas,
cũng sẽ dấy lên một cái cuộc phản ứng. Cũng sẽ dấy lên một cái cuộc phản ứng và ngay trong đảng Dân Chủ. Thì quý vị thấy, đây là một trong những cái biến cố xảy ra mà hoàn toàn bất lợi cho đảng Dân Chủ. Bất lợi ở chỗ là gần như là họ bị chia rẽ trầm trọng trong cuộc chiến tại Trung Đông. Bây giờ thứ nhất là phía Hamas không cho biết có bao nhiêu con tin còn sống. Họ đang giữ những xác chết luôn. Và thứ hai là nếu như mà Netanyahu vẫn cứng rắn trong cái quan điểm của ông, thì quý vị, thỏa ước ngưng bắn sẽ không xảy ra. Bởi vì phía Hamas đòi hỏi rất quá đáng. Họ đòi hỏi là rút triệt thoái tất cả lực lượng quân sự Do Thái ra khỏi dải Gaza vĩnh viễn. Và họ cũng không đồng ý thiết lập một cái vùng phi quân sự giữa dải Gaza và lãnh thổ Do Thái. Điều này có nghĩa là Hamas vẫn âm mưu tấn công vào Do Thái trong những thời gian sắp tới, bất kể cái hiệp ước ngừng bắn. Và điều này cho thấy rõ ràng là Hamas đang sử dụng đám con tin để mà uy hiếp cả cộng đồng quốc tế. Và đây cũng là chứng minh cho thấy là nếu mà nhu nhược và thương thảo, thì quý vị, chúng ta đang chuốc lấy thất bại trong các cuộc thương thảo. Và Hamas nhờ cuộc khủng bố này lại chiến thắng thêm một phần. Và việc này nó sẽ gây ảnh hưởng tới cục diện của Trung Đông. Nếu kỳ này thỏa ước ngừng bắn đạt được, Hamas lấy lại hàng trăm tới hàng ngàn tù nhân Palestine để đổi lại những xác chết con tin và những con tin còn sống bị bắt giữ, thì coi như nó sẽ là một cái thất bại lớn của Do Thái. Và sự thất bại này sẽ kích thích những nhóm Hồi giáo tại Trung Đông, Islamic Jihad cho tới nhóm Islamic Resistance cho tới Hezbollah và Houthi. Họ sẽ có cái cớ để mà tiếp tục tấn công vào lãnh thổ Do Thái. Chỉ cần bắt được con tin Do Thái là sẽ giành được rất là nhiều những cái lợi thế. Và nó kích thích tất cả những cái tư tưởng mà tiêu diệt Do Thái nó bùng nổ lớn hơn. Và quý vị, do đó lần này Netanyahu không thể mềm dẻo được. Nhưng nếu cứng rắn thì ông ta sẽ phải đụng độ với lại Joe Biden và Kamala Harris. Bởi vì cứng rắn thì có nghĩa là ông ta sẽ kiểm soát toàn bộ dải Gaza, bất kể các cái gọi là đường hướng nhân đạo hay là hỗ trợ nhân đạo, ông ta sẽ không dừng lại. Và quý vị, điều này có nghĩa là nó sẽ dẫn tới cục diện tại Trung Đông có thể bùng nổ cuộc chiến lớn hơn. Bởi vì Hezbollah và Iran đang nấn ná, một phần là do áp lực của cộng đồng quốc tế, một phần là họ muốn chờ cái thỏa ước ngừng bắn có thể đạt được. Nếu như thỏa ước ngừng bắn thất bại thì điều này có nghĩa là cuộc chiến Trung Đông sẽ mở rộng. Quý vị thấy mấy ngày nay là giữa Hezbollah và Do Thái liên tục tấn công lẫn nhau ở phía Bắc Do Thái và phía Nam Lebanon. Có nghĩa là cái khuynh hướng mở rộng cuộc chiến không dừng lại. Và nếu cuộc chiến này mở rộng thì đây sẽ là một thất bại lớn kế tiếp của Joe Biden. Sau khi mà ông ta để cho Nga tấn công Ukraine rồi bùng nổ cái cuộc tấn công vào Do Thái ngày 7 tháng 10. Bây giờ nếu cuộc chiến mở rộng thì trách nhiệm sẽ nằm ở trên cái bản thân của Joe Biden và Kamala Harris. Do đó quý vị, cái điều này nó ảnh hưởng tới cái kết quả bầu cử tháng 11 sắp tới đây. Mặc dù dân Mỹ coi trọng vấn đề kinh tế, nhưng sự xung đột tại Trung Đông nó sẽ ảnh hưởng rất lớn tới đảng Dân Chủ. Không những là ảnh hưởng ghế hành pháp, mà luôn ảnh hưởng luôn cả các cái ghế lập pháp luôn. Bởi vì trong đảng Dân Chủ bây giờ đang bị chia rẽ bởi hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là những người Do Thái, gốc Do Thái ở trong đảng Dân Chủ, họ vẫn thúc đẩy bà Kamala Harris là hỗ trợ toàn diện cho Do Thái. Ngược lại, những kẻ đi theo chủ trương cấp tiến cực tả, gồm những kẻ hoạt động cho môi trường, những kẻ anti-war, tức là phản chiến, và thành phần ủng hộ cho Palestine, đang đứng về một phía để phản đối việc hỗ trợ vũ khí cho phía Do Thái. Đứng đầu là Bernie Sanders và Ocasio-Cortez. Quý vị, Bernie Sanders là người thúc đẩy rất nhiều trên sàn thượng viện là cấm cung cấp vũ khí cho Do Thái. Do đó, cái khuynh hướng này nó sẽ đối lập với lại cái khuynh hướng mà những người Do Thái bảo vệ cho cái quyền lợi Do Thái. Đặc biệt là quý vị, trên sàn thượng viện, Chuck Schumer là người gốc Do Thái. Chuck Schumer, chủ tịch khối đa số của thượng viện, là người gốc Do Thái. Do đó, ông ta ở thế phải binh vực và phải hỗ trợ cho Do Thái một cách tuyệt đối. Vì vậy mà quý vị, đảng Dân Chủ sẽ bị chia rẽ không những là cuộc bầu cử ghế hành pháp, mà còn là cuộc bầu cử của các ghế lập pháp. Do đó, lần này Joe Biden tức giận, không phải vì cái chết của con tin gốc Hoa Kỳ, người Hoa Kỳ gốc Do Thái, mà ông ta tức giận là cái việc phát hiện 6 thi hài của những con tin này đã phá vỡ tất cả những cái nỗ lực của ông ta trong việc đạt được cái thỏa ước ngưng bắn. Tại vì cái thỏa ước ngưng bắn này nó sẽ giải quyết một phần nào trong cái gọi là sự giảm bớt sự chia rẽ trong đảng Dân Chủ.
bởi vì những kẻ ủng hộ cho Palestine, bài Do Thái và những kẻ anti-war, tức là những kẻ phản chiến, đều đòi hỏi phải ngưng bắn ngay lập tức. Trên danh nghĩa, họ gọi là ngưng bắn ngay lập tức, nhưng mà trên thực tế, họ không muốn đám Hamas bị đẩy ra khỏi dải Gaza. Do đó, quý vị, họ áp lực và Joe Biden đang muốn thỏa mãn cho đám này bằng cách thúc đẩy cái hiệp ước ngừng bắn. Nhưng bây giờ cái hiệp ước ngừng bắn không có dấu hiệu cho thấy là sẽ rút ngắn được các khoảng cách. Netanyahu sau trận này có thể bị áp lực một chút, tuy nhiên ông ta sẽ không nhượng bộ. Tại vì ông ta biết rõ, lần này nếu nhượng bộ cho Hamas thì có nghĩa là sẽ bật đèn xanh cho các tổ chức khủng bố Hồi giáo khác tiếp tục tấn công vào Do Thái và gây nguy hiểm cho công dân Do Thái. Bất kể ở chỗ nào, ở Trung Đông, ở Âu Châu v.v. Do đó quý vị, lần này Netanyahu sẽ không có dừng lại. Ông ta sẽ tiếp tục duy trì thái độ cứng rắn. Và ông ta sẽ ra lệnh cho lực lượng IDF là càng quét dải Gaza nhiều hơn. Nhất là thành phố Rafah, nơi tình nghi là có một số con tin đang bị giam giữ tại đây, ở dưới các đường hầm. Và bây giờ chúng ta không biết được có bao nhiêu con tin còn sống. Phía IDF thì dự tính là 1/3 đã chết. Nhưng mà liệu họ còn sống hết hay không? Hay họ chỉ là những xác chết? Không còn ai còn sống cả. Thì quý vị, đây là một trong những cái mà bế tắc mà Joe Biden đang phải đối diện. Bởi vì nếu cuộc chiến này bùng nổ, và tôi dự tính là nó sẽ bùng nổ sớm, trước cuộc bầu cử tháng 11. Trước cuộc bầu cử tháng 11 thì cái tình hình tại Trung Đông nó sẽ biến dạng. Và cộng đồng quốc tế sẽ không kiểm soát được cuộc chiến mở rộng. Không kiểm soát được. Bây giờ lực lượng của NATO và Hoa Kỳ trú đóng ở Hồng Hải thì đang tăng cường khả năng kiềm chế. Ở trên địa Trung Hải, Hoa Kỳ có 2 hàng không mẫu hạm để mà kiềm chế cuộc chiến này. Tuy nhiên quý vị, giống như tôi nói, kiềm chế thôi, chứ không có nghĩa là có thể chặn đứng được các cuộc xung đột. Khi mà cái tình hình này và Do Thái tăng cường các cuộc tấn công vào dải Gaza, đặc biệt là trong một tuần lễ của lễ qua, không những ở dải Gaza và ngay cả vùng Tây Ngạn, Do Thái đã mở các cuộc hành quân đột kích vào đây và sát hại rất nhiều các binh sĩ của Hamas ẩn trốn trong những người dân sinh sống ở tại vùng Tây Ngạn. Thì quý vị, dưới sự châm chước của chính quyền Palestine. Do đó, tình hình của Tây Ngạn và dải Gaza gần như là sẽ không có một cái dấu hiệu nào cho thấy là giảm đi các cuộc xung đột. Và nhóm Hezbollah thì vẫn tăng cường tấn công vào phía đất bắc của Do Thái. Họ vẫn bắn đạn rocket mỗi ngày. Do Thái vẫn mở các cuộc không tập mỗi một ngày để nhắm vào các vị trí quân sự của Hezbollah ở tại miền nam Lebanon. Và quý vị, nhóm Hồi giáo Houthi đã bắt đầu có được những cái vũ khí mới mà họ tuyên bố rằng có thể bắn tới lãnh thổ Do Thái. Đây sẽ là một trong những cái đe dọa đối với Do Thái. Bởi vì Do Thái bây giờ đang đứng trước một cái cuộc chiến đa diện và toàn diện. Họ sẽ phải đối phó với tất cả các nhóm Hồi giáo tại đây. Và nếu như mà họ chỉ cần nhượng bộ một chút thôi, thì họ sẽ tạo cơ hội cho các nhóm Hồi giáo tại đây sẽ làm dữ hơn. Và chưa chắc cái biến cố ngày 7 tháng 10 là biến cố sau cùng. Những cuộc tấn công mang tính chất rộng lớn hơn và tàn khốc hơn, nó báo hiệu trong tương lai nếu Do Thái trở nên mềm yếu. Do đó quý vị, cuộc chiến này là Joe Biden tức giận, không phải vì cái con tin người và người Mỹ gốc Do Thái bị sát hại, mà ông ta tức giận là bởi vì ông ta đã bị Hamas lừa gạt. Họ không cho biết là có bao nhiêu con tin còn sống. Và ông ta vẫn tin tưởng thúc đẩy Hamas để tiến tới cái hiệp ước thỏa ước ngừng bắn. Và ông ta quay sang ép Netanyahu. Nhưng bây giờ chứng minh rằng sự dối trá của Hamas đang bộc lộ ra. Sự tức giận của Joe Biden là vấn đề dối trá của Hamas. Hamas vẫn dối trá trong vấn đề che giấu con tin. Họ không cho biết. Và Joe Biden cũng không biết được còn bao nhiêu người còn sống. Bây giờ lỡ như 101 người đó đều là 101 cái xác chết, thì lúc đó sự phẫn nộ sẽ như thế nào? Sự phẫn nộ của người dân ở Do Thái và kể cả những người dân ở Hoa Kỳ như thế nào khi mà anh đem tất cả cái xác chết này để đổi một cái hiệp ước ngưng bắn và trả tự do cho những tên khủng bố Palestine trong nhà tù của Do Thái? Quý vị, nó sẽ dẫn tới một cái hậu quả lớn hơn nếu 101 con tin này không ai còn sống cả. Tất cả đều chết. Thì chúng ta sẽ chứng kiến được là nước Mỹ lần đầu tiên là phải thua thiệt với nhóm khủng bố Hamas khi sử dụng tất cả các biện pháp đạt một thỏa ước ngưng bắn, trả tự do cho những tên gọi là khủng bố Palestine bị giam trong nhà tù Do Thái để đổi lại những cái xác chết.
Do đó quý vị, Joe Biden tức giận là không phải vì con tin người Mỹ gốc Do Thái bị sát hại, mà ông ta tức giận là chính ông ta đã bị Hamas lừa gạt. Đã bị Hamas lừa gạt và cho thấy rõ ràng Netanyahu đúng, không thể deal với khủng bố. Joe Biden cứ nghĩ rằng là thỏa hiệp với khủng bố thì có thể mua được cái hòa bình ngắn hạn, hoặc là ít nhất giải quyết những cái vấn nạn trước mắt về bắt giữ con tin. Nhưng Joe Biden lầm. Những kẻ khủng bố sẽ không bao giờ để cho những con tin dưới quyền của họ mà được lại cả. Quý vị, chuyện này nó xảy ra rất nhiều lần rồi. Có thể nói rất nhiều lần rồi. Quý vị còn nhớ cái Olympic ở năm 1976 ở tại Đức. Nhiều vận động viên của Do Thái đã bị sát hại bởi nhóm Palestine. Thì quý vị, họ sẽ không từ bỏ tất cả những cái thủ đoạn khủng bố để mà áp lực. Đây là cách mà của người Palestine đã được đào tạo. Do đó, ông Trump nói đúng. Với cái khu vực của Tây Ngạn và dải Gaza, không thể nào hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ. Và bằng chứng chúng ta thấy rõ là nhóm Hamas vẫn tìm cách tránh né và không cho biết số lượng người còn sống. Thì điều này cho thấy rõ ràng không thể thương thảo với khủng bố được. Với khủng bố là phải dứt khoát. Dù có hy sinh con tin, mà không có hy sinh thì con tin cũng đã chết rồi. Do đó, quý vị, sự thương thảo với lần này Joe Biden thất bại. Và nếu cuộc chiến bùng nổ thì đây là sự thất bại lớn của Joe Biden, dẫn tới ảnh hưởng kết quả bầu cử tại Hoa Kỳ. Nếu lần này cuộc xung đột tại Trung Đông mở rộng, Iran tấn công Do Thái, Hezbollah tấn công ráo riết vào phía bắc của Do Thái, Houthi tấn công từ phía nam, và Hamas vẫn tiếp tục mở các cuộc tấn công từ dải Gaza và vùng Tây Ngạn, thì coi như Do Thái đối diện với cuộc chiến toàn diện. Và cuộc chiến toàn diện này nó sẽ khó khăn vô cùng. Đó là một sống một còn của người Do Thái. Do đó quý vị, cuộc chiến này nếu bùng nổ thì coi như trách nhiệm nằm ở tay của Joe Biden. Ông ta đã không kềm chế được cuộc chiến. Do đó quý vị, cái chính sách mềm dẻo, ngoại giao mềm dẻo để xoa dịu các phía vốn không có hữu hiệu khi mà thế giới đi tới tình trạng căng thẳng. Chỉ có cứng rắn dứt khoát một bên thì mới có thể tạo được hòa bình và trấn áp được những kẻ gây mầm mống, gây nguy hiểm. Quý vị thấy ông Trump không? Ông rất là cứng rắn. Ông rất là cứng rắn và nhờ sự cứng rắn đó mới trấn áp được những phần tử khủng bố, không dám quậy. Nhưng mà tới thời Joe Biden thì quý vị thấy khủng bố mọc lên ở khắp nơi. Không phải chỉ Trung Đông, ngay cả tại Nga, ngay cả tại Trung Á, các cuộc tấn công khủng bố liên tục xảy ra. Và kể cả ở Âu Châu, các cuộc tấn công khủng bố liên tục xảy ra là bởi vì cái chính sách ngoại giao mềm dẻo này nó tạo cơ hội cho chủ nghĩa khủng bố được kích thích. Và cuối cùng quý vị, chúng ta đang chứng kiến một cái thế giới rất hỗn loạn và cái mầm mống đe dọa khủng bố mọc lên ở khắp nơi. Đó là chưa kể ở Hoa Kỳ, thành phần khủng bố đang núp bóng ở Hoa Kỳ, chưa biết ngày nào nó sẽ mở cuộc khủng bố này. Nó lọt vào nước Mỹ bằng các cái đường băng ngang qua biên giới đó. Trên 100 tên nằm trong danh sách khủng bố lọt vào lãnh thổ Hoa Kỳ. Và nó đang chờ đợi. Nó đang chờ đợi đúng thời điểm, đúng cái giai đoạn, nó sẽ mở trận khủng bố. Quý vị, cái chính sách mềm dẻo của Joe Biden và vuốt ve bên này một chút, vuốt ve bên kia một chút, kết quả thế giới hỗn loạn. Và Kamala Harris thì không có một cái phương pháp nào hết. Cũng chạy theo cái cách của Joe Biden thôi. Bà ta không có một cái cách nào giải quyết cả. Đó, quý vị thấy ngay cả Tim Walz là người phó của bà ta, khi ký giả hỏi tới là né ngay, không dám trả lời. Rồi lén lén lên trên trang platform X là lên tiếng nói rằng ủng hộ cho gia đình của nạn nhân và lên án chủ nghĩa khủng bố Hamas. Quý vị, họ không đủ khả năng để đứng ra giải quyết những cái gọi là xung đột này. Kể cả Joe Biden, kể cả Kamala Harris. Trong khi đó, nếu cuộc xung đột ở Trung Đông bùng nổ, tư thế Hoa Kỳ sẽ bị sụt giảm. Tức là các quốc gia ở khu vực sẽ không tin tưởng vào cái khả năng trấn áp của Hoa Kỳ để bảo vệ cho họ. Và cái này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ mở đường cho cả Nga lẫn Trung Quốc gây ảnh hưởng tại Trung Đông. Do đó tôi nói quý vị, cuộc gọi là phát hiện thi hài của 6 con tin này đang dẫn tới việc Joe Biden rất tức giận. Bởi vì nó đang chứng minh cho thấy
cái chính sách ngoại giao của ông ta đang thất bại, không đủ sức kềm chế và khiến cho cuộc chiến bùng nổ khắp nơi. Và không những Trung Đông, ở Âu Châu, bây giờ lạng vạng ở Trung Á cho tới khu vực của Đông Nam Á cũng có thể sẽ có những cuộc xung đột lớn bùng nổ. Và càng chứng minh cho dân Mỹ thấy là sự yếu kém của ông ta trong chính sách đối ngoại, không đủ sức kềm chế và không đủ sức trấn áp những quốc gia được xem là có tiềm năng gây nguy hiểm cho khu vực. Joe Biden đang chứng minh sự thất bại của ông ta. Và việc phát hiện ra thi hài 6 con tin này làm cho ông ta lại một lần nữa nổi giận, là bởi vì ông ta tin tưởng vào Hamas, tin tưởng vào thiện chí của Hamas. Và kết quả thì quý vị thấy là chúng ta không biết được, đám Hamas vẫn che giấu và không cho biết còn bao nhiêu con tin còn sống. Họ dùng xác chết để đổi, họ gọi là tán tận lương tâm tới mức như vậy, mà Joe Biden vẫn muốn thỏa hiệp với họ. Và làm một lần nữa, dân Mỹ sẽ chứng kiến được sự yếu kém, và sự yếu kém này nó sẽ dẫn tới sự thay đổi trong cái chính phủ vào tháng 11 sắp tới. Không những là chính phủ mà ngay cả bên lập pháp, họ không tin tưởng đám dân chủ có thể giải quyết được những cục diện của thế giới. Họ không tin tưởng, họ nhìn thấy được sự thất bại. Do đó quý vị, cái vụ mà phát hiện xác chết của 6 con tin này, nó đang ảnh hưởng lớn tới đảng Dân Chủ. Và giống như tôi đã từng nói quý vị, sau cuộc bầu cử tháng 11, đảng Dân Chủ sẽ đi tới tan rã. Khi mà họ thất bại ở lập pháp và hành pháp, họ sẽ đi tới tan rã. Sự gọi là phân hóa, chia rẽ này, nó trầm trọng hơn. Và họ phải mất nhiều năm lắm mới phục hồi được. Đây là cái giá phải trả cho cái chính sách ngoại giao mềm dẻo và cái kiểu mà mua hàng các phía của Joe Biden. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Chứng minh cho thấy là Joe Biden đang thất bại trong chính sách đối ngoại và liên tục thất bại. Và điều này có nghĩa là đã thúc đẩy cử tri Hoa Kỳ chọn một chính phủ khác mạnh mẽ hơn, cứng rắn hơn để giải quyết cục diện của thế giới, thay vì Joe Biden và Kamala Harris. Cảm ơn tất cả các khán giả. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các khán giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!